Nắng quá lại còn Covid đói ăn. Có bác nào qua mua em cái xe cái cho có tiền mua đồng sữa cho con nhỉ? Đùa thôi, chào mừng các bác quay trở lại với Beautiful Car trong chuyên mục xe cũ. Ngày hôm nay thì Việt Nhật bên em sẽ tiếp tục mang đến cho quý anh chị các bạn tiếp tục một mẫu xe đến từ Việt Nam, đó chính là VinFast Lux A. VinFast Lux A tại Việt Nam thì có 3 phiên bản, bản tiêu chuẩn, bản Plus và bản cao cấp. Thì chiếc xe này là bản Plus, tức là bản ở giữa. Nó khá tương đồng như cái trên cái phiên bản cao cấp nhất nhá, nhưng mà nó bị bớt đi một số các tính năng, và đặc biệt là cái động cơ thì nó không được khỏe bằng cái bản cao cấp nhất được. Con này nó chỉ có 174 mã lực dẫn động cầu sau thôi, còn bản cao cấp nhất thì anh em sẽ có tới 228 mã lực. Nhưng mà các option và trang bị của chiếc xe này thì nó tương đồng như trên phiên bản cao cấp. Nên đây, nếu mà anh chị và các bạn chúng ta đang tìm kiếm một mẫu xe đến từ Việt Nam, một chiếc xe sedan lỡ cỡ giữa hạng D và hạng E, chạy ngon, yêu Việt Nam, bảo hành 5 năm, đỗ xe ở Vin miễn phí, thì đây rõ ràng là một sự lựa chọn tuyệt vời. Chiếc xe này thì đăng ký lần đầu 2020, biển Hà Nội, một chủ từ đầu, lăn bánh 1,3 vạn km, và hiện tại thì Việt Nhật bên em đang chào bán là 915 triệu có thương lượng. Nếu anh chị em cân đối về mức giá của chiếc xe cũ này so với một chiếc xe VinFast Lux A mới lăn bánh, nó chênh nhau bao nhiêu tiền thì có thể tham khảo qua bằng cái số hotline phía bên dưới mà em đính kèm trên video. Các bạn sale của VinFast sẽ báo giá lăn bánh cụ thể xe mới để anh chị có thêm cơ sở cân đối giữa xe mới và xe cũ nhá. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với chiếc xe này. Đầu tiên, mua bán bất kỳ một chiếc xe cũ nào thì Việt Nhật bên em đều cam kết với quý anh chị các bạn không đâm đụng, không ngập nước, không ngổn, không bổ máy, không tranh chấp về pháp lý. Và chiếc xe này thì cam kết luôn với anh chị là km chuẩn zin. Anh chị có thể check ở bất kỳ một đại lý VinFast chính hãng, bất kỳ một gara nào mà anh chị cảm thấy ưa thích. Bây giờ chúng ta sẽ đến những cái trang bị option của mẫu xe này để quý anh chị các bạn có thêm lựa chọn về cái mức giá tầm 900 triệu nhá. Đầu tiên là một logo trị giá 60 tỷ đô tại Mỹ, thị trường Mỹ, và vô số tại Việt Nam. Ngay phía dưới logo này anh chị sẽ có một hệ thống camera phía trước của hệ thống cam 360 nhá. Toàn bộ giải đèn LED ban ngày, cảm biến góc trước, cảm biến trước, đèn chiếu xa, chiếu gần, trang bị không thiếu một cái gì cả. Nằm dưới nắp máy này thì mình sẽ có một khối động cơ 174 mã lực, hộp số tự động ZF 8 cấp, dẫn động cầu sau. Toàn bộ chiếc VinFast này thì được phát triển dựa trên khung gầm của BMW 5 Series, do đó là anh chị hoàn toàn có thể tin tưởng về cảm giác lái, về độ đầm chắc của chiếc VinFast này. Chạy cao tốc tầm khoảng 140, anh chị vẫn không có một hề hấn gì luôn. Chính cá nhân em đã từng trải nghiệm rồi. Lui về phía bên hông này một chút này. Đây, anh chị sang bên này cho dễ nhìn. Ở bên hông trên phiên bản Plus này thì bộ la răng nó sẽ bé hơn 1 inch so với lại cái phiên bản cao cấp nhất. Bộ la răng này chỉ là 18 inch thôi. Và nguyên bản của nó nhé, nó là màu trắng, mà chủ xe thì đã sơn đen rồi. Các chi tiết khác này, ví dụ như là camera trên gương này, gương chiếu hậu, chỉnh điện, cục điện, hệ thống ra vào xe thông minh với nút bấm mở cửa thông minh này, được trang bị rất đầy đủ, không thiếu gì. Cốp của VinFast, cốp mở cơ nha anh chị, cốp điện nha anh chị. Đó, rất là thuận tiện luôn. Đây, em sẽ mở lại xem nó có rộng không. Đây, anh chị có thể nhìn cái hệ thống cốp này. Nó không bề thế sang hai bên, nhưng mà nó rất sâu phía bên trong. Ở dưới cùng này thì anh chị sẽ chỉ có một cái bộ bơm lốp này thôi và một bộ vá. VinFast thì sẽ không trang bị cho mình hệ thống lốp dự phòng nhá. Anh chị phải cân đối trong trường hợp mà mình sử dụng cái chiếc VinFast này khi mà di chuyển ở trên đường. Bây giờ thì mời anh chị các bạn chúng ta cùng vào nội thất để xem chiếc xe này nó có những gì đặc biệt. Trên phiên bản Plus nâng cao này thì anh em mình sẽ có một cái hệ thống ghế tùy chọn màu sắc, và chiếc xe này thì mình chủ xe đã tùy chọn là màu nâu, ghế da Napa. Phía sau này mình sẽ có đầy đủ cổng sạc điện thoại này, tẩu 12V này, và thậm chí cả một cái cổng sạc 230V nhá. Phải nói là VinFast sản xuất những chiếc xe thấu hiểu cho người Việt. Ngồi đằng sau này sạc điện thoại, sạc máy tính, iPad, tất cả thứ đều ok hết, tất cả thiết bị ngoại vi. Khoảng để chân thì rất rộng rãi, đầu cũng rất là rộng luôn, không có gì để chê trách cả. Xem nào, có cả kệ thì tay luôn. Đấy, anh chị đi đường xa, đường dài mình để cốc kia các thứ rất là thích luôn nhá. Quá rộng. Và VinFast thì phải nói là chạy mới sướng thực sự luôn. Anh chị muốn lái thử thì ghé qua Việt Nhật Auto nhá. Em mời anh chị chúng ta lên phía trên khoang cabin đi. Đấy. Toàn bộ ghế lái sẽ là chỉnh điện. Em sẽ nổ máy luôn.
Anh chị nhận thấy những điểm tương đồng của VinFast so với BMW chưa? Vô lăng này rất giống BIM. Cần số thì không lẫn đi đâu vào đâu được rồi. Cạnh cần số thì mình có đèn ổ start stop khởi động thông minh này, tạm dừng ngắt động cơ này, bật tắt cảm biến lùi này, và hệ thống phanh tay điện tử, gần như không thiếu gì. Vô lăng của VinFast này thì họ sử dụng cái hệ thống trợ lực theo tốc độ, có nghĩa là nếu mà mình đi ở vận tốc thấp thì nó nhẹ, chạy cao tốc thì nó sẽ nặng và nó đầm tay hơn. Cảm giác lái xe VinFast này nó rất là thích luôn. Chính giữa thì anh em mình sẽ có một hệ thống màn hình giải trí dựng đứng luôn, rất là to, dạng Tesla nhé. Và đi kèm với đó là 13 loa cơ. 13 loa thì quá tuyệt vời, có gì để chê đâu nhỉ. Tính năng an toàn trên chiếc xe này thì chẳng thiếu gì cả. Túi khí quanh xe, phanh ABS, cảnh báo điểm mù ở cột A nhé. Đấy. Cam 360. Đấy, quý anh chị hoàn toàn có thể yên tâm về cái chất lượng cũng như là cái tính năng an toàn trên mẫu xe này. Hiện tại thì chiếc xe này bên em đang chào bán là 915 triệu có thương lượng. Nếu quý anh chị bạn có nhu cầu mua trả góp thì bên cũng hỗ trợ giống như xe mới, 70% giá trị xe nhé. Một lần nữa cảm ơn quý anh chị các bạn, và anh chị nhớ like, subscribe để ủng hộ kênh, cũng như là đừng quên bấm nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất vừa về showroom nhé. Cảm ơn quý anh chị các bạn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn. Toàn bộ ghế lái là chỉnh điện hết rồi, đa hướng. Mình có bật tắt cảm biến này, có bật tắt cân bằng điện tử kiểm soát lực kéo mở cốp điện, có chức năng econ để tiết kiệm nhiên liệu. Xe Nhật lúc nào họ cũng có những cái tính năng như này. Về trang bị option của chiếc xe này thì quan điểm của mình là thấy khá hay đấy. Ví dụ như là vô lăng bọc da hết này, xong có lẫy chuyển số trên vô lăng nhá. Anh em nào thích chạy kiểu thể thao cũng ok hết thôi. Chiếc xe này thì chia sẻ với anh em nó lăn bánh có 8.000 km. Chủ xe mua về xong toàn để hầm. Nếu mà anh em mình tinh ý thì nãy cũng nhìn thấy vài cái vết mốc ở ghế đúng không? Cái đấy mình sẽ xử lý triệt để, bởi vì xe ít đi quá, toàn để không. Phần chính giữa này mình thấy thiết kế rất là ổn đấy. Màn hình này, điều hòa tự động, và dưới này hoàn toàn là tất cả đều nút cảm ứng hết nhé. Rất là sang. Cần số thì lại hơi bé, nó không được như thằng anh CRV nhỉ, to đùng cầm nắm mới sướng đấy. Phanh tay điện tử có chức năng brake hold, rất ổn. Một chiếc xe quan điểm của tôi là rất là tuyệt vời luôn. Nếu mà 785 triệu anh em lấy chiếc xe này để di chuyển thì đi gia đình thì không có gì phải lăn tăn cả. Rộng này, option đủ này, nhiều đồ chơi này, cũng khá nhiều đồ chơi đấy. An toàn nhá, túi khí quanh xe luôn, 6-7 túi khí, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, không thiếu cái gì hết. Rất là tiết kiệm nhiên liệu nữa. 785, một mức giá hợp lý. Nếu anh em lăn tăn gì về giá của xe cũ này và muốn so sánh với xe mới thì anh em có thể liên hệ với số hotline phía dưới của các bạn sale Honda nhé. Họ sẽ báo giá trực tiếp cho anh em về mẫu, về giá lăn bánh của chiếc HR-V mới này có những gì chênh lệch so với phiên bản cũ. Một lần nữa thì anh em đừng quên like, subscribe để ủng hộ cho kênh, và nhớ bấm nút chuông để cập nhật những mẫu xe mới nhất về Việt Nhật Auto. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.